Chị móng không tay không cứ không dính đi. không không muốn không muốn ăn hả? Chị móng tay cứ dính đi sạch. Cái gì con? Cái này để ở đâu? Chị mi sạch. À móng móng tay cô với mi sạch hả? Dạ. Vậy là nè. Con mới đến thì dơ. Thầy nhắc nghi. Cái gì? Thầy cho phép con ăn bánh được không? À, được. Mấy con mời phải mời ai trước? Mời cô Diễm My. Mấy con mời thầy Huyền Trân với cô Diễm My trước nghe không? Mời thầy Huyền Trân với cô Diễm My. Rồi. Thầy Huyền Trân với cô Diễm My ăn ăn trước đi rồi mấy con ăn sau. Ăn đi con. Chỗ của con đâu? Chỗ còn nè. Chỗ con ngồi xuống. Mẹ mấy con ngồi giặt giặt ra xíu cho Pháp Tâm vô coi. Mày ơi. Dạ. À. Ơi có ăn được không? Được, ăn đi. Cảm ơn chú Lâm. My ơi. Cảm ơn anh Tâm nha. Dạ. Nay thầy quay quay phim nói quay phim mấy đứa nhỏ, thật ra trọng tâm là thầy quay về con để con trả lời cho mọi người biết cái tình hình con ở đây trong thời gian qua như thế nào. Thầy thì thấy như vậy nè, thầy hỏi thiệt. Đó. Cái điều gì mà khiến con có thể mà con rời bỏ gia đình, cũng như là con rời bỏ cái khối tài sản tiền tỷ mà ba mẹ sẽ để lại cho con? Con đi vô đây con vô tay trắng, con sống ở đây con sống suốt đời, con cũng là không có tiền gì đâu, mà tại sao cái điều gì khiến con có một cái quyết định như vậy? Con có thể trả lời cho mọi người biết không? Dạ thưa thầy, như lời Phật dạy á, là tiền bạc rồi vàng bạc đồ á, nó giống như là phù du vậy á, mình càng giữ nó nhiều thì sau này tất cả nó cũng trở về với cát bụi á. Mình giữ nó bao nhiêu thôi, nó cũng như là cái nắm cho mình cầm lên rồi rớt xuống bình thường. Rồi trong khi đó con á, thì con theo con quan điểm của con thì con quyết tâm đi tìm cái gọi là cái chân lý, cái tâm hồn, cái tấm lòng bên trong của mình á, cái đạo đức á, cái đó vô cùng quan trọng luôn. Cái đó mới là vĩnh cửu đúng không? Cái đó mới là vĩnh cửu. Khi mà cái tâm mình tốt á thì mình tạo ra còn nhiều thứ tuyệt vời. Không cùng đó, sao nữa? Ngài, thầy hiểu cái ý con, tiền bạc vật chất chỉ là phù du thôi phải không? Tinh thần, đạo đức và cái hạnh phúc, cái lý tưởng mình mới là quan trọng. Với lại để mà đạt được cái chân lý, con đi theo cái chân lý đó mà con buộc phải bỏ hết tất cả tiền bạc danh vọng ngoài kia, thì con sẵn sàng hy sinh hết những cái thứ đó để mà đi theo cái chân lý. Quá hay. Nó quý vị nghe cô Diễm My trả lời không? Rất là hay. Ơi. Con mới vào đây. Nhưng mà cái tâm hồn tu học của con nó phát khởi trong con từ khi nào thầy? Như từ khi nào vậy? Dạ, con cảm thấy là khi mà từ còn nhỏ là mình cứ khao khát cái điều đó, mình cảm thấy tiền bạc với mình nó nhẹ như mây trôi, mình không có quan tâm gì với cái đó. Thầy hỏi là cái lòng tu của con á, tức là cái mầm tu học của con nó ở trong mình con từ khi nào? Dạ, con nghĩ là từ khi nhỏ, từ khi còn nhỏ đến khi mà có cơ hội tìm được cái môi trường mà mình mong muốn là mình sẽ đi theo cái tiếng gọi của bên trong cái tấm lòng của mình. Quá hay, kính thưa quý vị, rất xuất sắc cho một tâm hồn tu học bé bỏng ở tại cõi trần này. Trời ơi là trời, năng không còn cái gì hết cha ơi. Trời ơi, Pháp Tông ăn được miếng nào không? Dạ em có chút xíu à. Xíu à? Vậy ăn, ai ăn bún chà bá? Dạ đây. Đây. Dạ đây. Dạ đây, dạ đây. Hết sức rồi. Dạ lấy hết.